mà, cái đầu khó nè. Mày thôi nè, nè tới đâu thì bằng thôi. Có gì đâu, Đâu mình quăng lại. Chỗ luôn nè, vô chỗ các bạn đi quăng đi một sớt không? Quăng chỗ anh chưa có quen được, tập mà tập chưa được. Rồi chờ đợi kết quả thôi. Đủ đấy, ai đốt lửa nè, có đêm ai đốt lửa. Rồi không có thấy. Trời ơi, nãy giờ nhìn đâu? Em đi vô em không có thấy. Đi vô em dò mình đây. Ok, chờ đợi kết quả các bạn ơi. Con gái nha các bạn. Mình kéo rất là nặng đây. Cái nhỏ thôi các bạn ơi, bự đâu. Chắc phi cái gì rồi. Phi nữa thôi các bạn. Phi rồi. Lướt dán, lướt dán, lướt dán. Trúng ổ cá của Phi rồi. Trong móng giờ sáng giờ. 5 con cá của Phi rồi. Chắc vậy quá. Vô bài. Trúng ổ rồi. Các bạn. Cá gì em? Lớn không? Con cá nha các bạn. Có mà. Có, con cá nục. Con cá nục. Nhỏ. Chứ có đâu to. Cho cùng ngồi với tôi. Ra con gì đây? À. Cái lục. Lúc sau cũng ăn luôn. Dướng dây tà này hết rồi. Anh đang quay khí thế đây. Đù mà to 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 to. To 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 to. Trôi trôi trôi. Nè 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 nè. Trôi trôi. To chưa đỏ rồi. Thành luôn. Trôi trắng. Ủa cái chuông rồi. Cái chuông đó tính đi. Ông anh không quay khí thế quá, lên ngon cười trắng. Đù dính hai ba lưỡi thôi chứ. Dính ba lưỡi luôn, sảy ba nội thôi chứ sảy.
Kiếm ba lưỡi là hết sảy. Bốn lưỡi. Con này cá ký á. Được, được, được. Coi, coi sảy nha chú. Rồi chào các bạn nha. Rồi có clip mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem.